Thưa quý vị, trước thông tin được đăng tải trên mạng xã hội là thông báo khẩn hiện tại trên địa bàn huyện Mỹ Đức và Ứng Hòa, cụ thể các xã lân cận Phù Lưu, Tế Tiêu, Suy Xá đã xuất hiện những trường hợp bắt cóc trẻ em học sinh với nhiều thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, các bậc phụ huynh hết sức chú ý và đề cao cảnh giác đặc biệt tại các khu vực trường mầm non. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự an ninh mạng phối hợp với các địa bàn xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng tung thông tin thất thiệt bắt cóc trẻ em này. Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa kiểm tra xác minh thông tin. Đến nay, Công an thành phố, chính quyền địa phương chưa nhận được nội dung trình báo, tố giác của cá nhân, tổ chức nào về vụ việc như trên. Công an thành phố đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên mạng xã hội cũng như địa bàn thành phố. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.